Bây giờ mình sẽ gỡ cái tivi này ra. Chồng hóa sẽ gỡ cái tivi này ra. Mình sẽ để cái tivi này vô nè cả nhà. Tivi này nó mỏng quá trời mỏng luôn á. Nó mỏng mỏng đét luôn nè cả nhà. Đó, cái tivi này nó rất là mỏng luôn. Nó mỏng hơn cái tivi này biết bao nhiêu luôn á. Mỏng cái tivi này gấp đôi luôn á. Gấp đôi, gấp ba luôn á. Bây giờ gỡ cái này ra, gắn cái kia vô. Cái này đem xuống dưới phòng của Doan phá rồi. Vô nồi, em lên đây không có gỡ cái đó nữa, hồi nó bay nguyên nhà hết á, dính trong đó má. Vô anh. Bây giờ chồng hó gắn cái này vô để mà nửa hồi treo lên nè cả nhà. Ủa cái tivi nó mỏng cái gì nè. Rất là mỏng luôn cả nhà. Mỏng đét luôn. Mà phía sau á chỗ đít nè, chỗ đít để mà gắn lên nè. Đây cả nhà ơi, bây giờ bữa nay mình nấu phở ăn. Bây giờ Hóa sẽ cắt miếng quế để mình ăn phở này cả nhà. Quế này mình cắt hồi bữa cắt xuống thấp quá trời, nhà nó không có đú lên được. Bây giờ mình cắt nửa khúc thôi. Coi nó có trồi lên nữa không cả nhà. Chứ mình cắt xuống thấp quá sợ nó chết luôn, nó không có lên. Bây giờ mình cắt cao cao xíu. Ủa, chết cha. Đây. Đây. Phở bò đó. Phở mẹ biết có mẹ mua. Phở mẹ mua. Ở phở gói hả? Phở gói hết rồi. Phở gói vậy mẹ, bữa nào mẹ đi xuống chị Việt Nam mẹ mua này. Quế ngon á. Ôi ôi cắt nhiêu đây đủ ăn cả nhà. Cắt thêm nhánh nữa đi. Cắt để vừa cho dài dài xíu, hôm bữa mình cắt đú thấp quá nó không có lên được. Gì đây đủ cái con gì cái con thỏ hả? Ủa con thỏ mà nó bự vậy? Nó thỏ bự luôn á. Ủa nó nằm ở đó nè ông bà chú ơi. Rồi cả nhà thấy hành của mình nó ra bông nè. Giống như bông luôn rồi đó. Bây giờ ăn phở thôi cả nhà ơi. Phở nè. Bữa nay mình ăn phở bò tái. Doanh nó không chịu uống ăn cái nước. Cho nên mình làm khô cho Doanh. Xin chào bà chú. Xin chào bà chú. Xin chào cả nhà. Mời cả nhà ăn phở với nhà mình nha. Mẹ bỏ vô cho Doanh này. Chanh hả? Rồi. Mẹ nó hỏi nó chua chết. Nhớ thuốc chua mà. Vô được. Ủa, con đừng gớt thôi dắt rồi. Từ từ thôi. Dạ. Sẽ bỏ vô đây để thịt chấm này cho. Mà cái đó con bỏ vô rồi. Của mẹ đâu có đâu. Hiểu. Ok. Con đi ra xíu xíu cái để này bỏ vô đó. Quế nè, bỏ quế vô. Mẹ trộn. Trộn gì? Con quậy đó. Cái này quế cả nhà. Nhớ trộn của mẹ. Quế hồi nãy Hó cắt á. Rồi, chấm đi. Với lại salad. Salad cho nó hơi bớt. Ngon. Ngon quá. Ngon quá, bầu chú ơi, đói bụng rồi. Ủa em dắt nó hút. Em dắt hút quá trời hút rồi. Rồi quế thơm á. Nó ăn nó hút nước. Sao nó dữ dội. Mời cả nhà ăn phở nha. Dạ. Sao mở mà? Mở lò bò đấy. Mà con chỉ có nhiều nơi nó không có mùi nó không có ngon. Không chịu sao? Đi sao mà? Mẹ trắng. So được bây giờ xong được là extra. Ngon. Bò nó mềm.
Phở bữa nay xuất sắc chị ha. Bữa nay làm theo chị hai. Bữa nay mình nấu đặc trưng không? Bỏ qua bế hồi này cho nọ mình gan lên á. Rất là ngon. Được được. Với lại gừng với tỏi á, như gừng với hành tây á mình đem đi nướng thôi. Dạ. Giờ cứ bóp đi tên là extra. Ngon á. Chị hai thử, chị hai cho ý kiến nha. Mấy điểm? Tô chị hai còn thịt bò không mọi người? 9 điểm. 9 điểm, cho anh mấy điểm nha. 10 điểm. Món này không phải món dành yêu thích. Mẹ đưa mấy điểm? Cho anh cho 7 điểm. Bữa nay mẹ cho 9 điểm luôn. Ngon. Có bà hả mặt? Hả? Hả? Ad comment thôi thì vậy. Hả? Ad comment Rita. Hả? Nghe bà nói 7. Ba nói 7 nè, là quánh vô ba. Ấy thì thì á, cháy. Khui. Nhắm mèo vô. Các bạn vui sẽ quên hả gì á. Ừ. Nhắc cho mấy điểm nhắc. Mấy điểm. Mấy điểm. 10 điểm. Bà bạn. Mẹ coi nè, sốt nè, nhiều sốt. Ừ, đúng rồi. Mẹ nó bỏ cái gì rồi? Sốt á. Em tưởng như không có thích. Nó rất là ngon mà. Chút nặng phở ngon, tương ngọt với anh. Giờ nó còn phở. Với lại tương ớt. Giờ nó ăn với nhiều hột xíu. Không có sức. Chị hai cái này với hamburger con được cái nào? Vâng. Bây giờ cho lựa. Thích món nào? Mẹ là lựa phở. Không biết. Nhìn tay yêu thai yêu. Chưa ta khó. Phải phê. Rồi tôi hỏi đi em biết tôi đưa thai mình. Để ta xin. Như. Ngon. Nên số thai gì ta. Chặt quá à, không có ăn được. Ừ. Đừng nói chứ qua. Ngon quá. Bà đít phở với đít hamburger, bà với là phở hay với là hamburger? Đa đây là hamburger đây. Mình fick välja äta varje dag eller? Ja. Mỗi ngày hả? Ăn mỗi ngày hả? Varje dag. En smashburger med ost och en massa andra grejer. Så. Det är den jag skulle ta i mig. Det spelar ingen roll. Nej. Det här var varför jag ville välja hamburger. Vietnamesiskt. Det är varför det inte var för hur det... Man har smält ost på hamburgaren och bacon. Pappa, om jag inte gillar den, det här då? Och så? Då, men hamburgare har olika smaker. Ja, men... Så att det här är inte olika smaker. Och så tar du bara fina köttet hamburgaren också. Jag vill med en dem. Om det var värre för då. Det var wagyu. It should be wagyu. Wagyu hamburger. Mm. Nhóm thử xúc ba nhóm bỏ xíu. Thử xúc ba của mẹ không? Mẹ cho miếng vô. Không hạ mà. Ây dù. Mẹ cho thử xúc ba nhóm kìa. Chồng hết xong rồi đó. Rồi đó. Vad får du till mig? Ja. Vad sa du då? Vad vill du ha? Stort glas av.
Đau lắm mà không ăn phở. Từ hồi bắt tên. Từ hồi vô hè tới giờ không ăn phở. Bữa nay ngày qua với bữa nay nó mưa mưa ăn phở nó ngon cả nhà. Ngon quá. 9 điểm. Ừ, đúng rồi. Tôi sẽ nói cái hộp đó. Cái hộp gì? Hộp đó, vậy á. Ừ. Tại mẹ sẽ dịch proof up nữa đi. Kiểm tra. À, kiểm tra. Hôm nay là thứ 6 rồi. Hồi bữa thứ... John. Lita. Em đi. Lita. Ngồi đàng hoàng cho chị hai tiếng. Hồi bữa thứ 4 là con đấy. Proof. Kiểm tra. Kiểm tra. Em mắt với lỗ tai. Mẹ coi đều hai chỗ ăn miếng gì. Ừ. Bữa nay mình hút hết tô. Mình đã thấy gì đó. Nhà coi cây bông hồng rất là đẹp luôn nè. Bông hồng của hàng xóm nè. Nó ra bông quá trời bông luôn nè. Bông hồng này nhí 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 dễ thương ghê. Đa 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 đa. À, đà, 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 đà. À? Em dắt đi, em dắt ăn ké hết hai cái một cái bánh nữa rồi. Bây giờ đi vô nhà thôi. À, chủ yếu đi chợ là ha, mua cái cục thịt bò này nè ông bầu chú ơi. Nó 300 mấy, nó 350 mà nó hạ còn 250 một ký. Mua về ha, dành mấy đứa con ăn. Ăn phở, ăn bò bít tết. Sạc pin, chồng hó sạc pin cho hó. Ngày mai hó đi, ngày mai hó đi, đi chùa. Đi vô nhà thôi, đi vô nhà thôi, đi vô nhà. Thôi, video hó sẽ quay tới đây thôi cả nhà ơi. Cảm ơn ông bảo chú đã theo dõi. Hẹn ông bảo chú có thương yêu gia đình nhỏ. Ông bảo chú đăng ký like share cho gia đình nhỏ này nha. Cảm ơn bảo chú. Hẹn ông bà cô chú vào đi sau. Bye bye, bye bye. Dạ ơi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Tự bò tự lên ông bầu chú ơi.